Và bây giờ bốn hình dáng của bốn chàng trai, hy vọng là họ sẽ có những thể hiện và những ấn tượng đầu tiên dành cho hai cô gái. Xin mời. Chào bạn số 1, xin mời bạn hãy giới thiệu về mình. Xin chào hai cô gái và xin chào hai MC. Mình tên là Đinh Nhật Hào. Năm nay mình 24 tuổi. Công việc hiện tại của mình là ca sĩ và tay trống. Gia đình em có ai là nhạc sĩ không? Dạ, gia đình em thì ba là biên đạo múa, mẹ thì là ca sĩ. Em chơi trống bao nhiêu năm rồi? Tính thời điểm này là 5 năm rồi chị. Tự nhiên nghe tới nghề trống cũng thấy vui vui, thú vị. Những anh chàng này nhịp rất là tốt. Mời anh chàng số 2. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Phi Hùng. Năm nay mình 21 tuổi. Nghề nghiệp kinh doanh bất động sản. Mình còn đi hát. Mọi người thường gọi mình là Châu Chí Hùng. Tính cách của mình hòa đồng, thân thiện và gần gũi. Vậy thì Nguyễn Phi Hùng với Châu Chí Hùng thì bạn thích mọi người gọi mình với cái tên nào? Dạ, Châu Chí Hùng ạ. Rồi, Châu Chí Hùng ha. Chứ bữa nay tặng ca sĩ không? Đi hát lâu chưa Hùng? Dạ, em đi hát từ nhỏ ạ. Mấy tuổi là đi hát nè? Dạ, 6 tuổi đi hát rồi ạ. Hồi nhỏ vậy đi hát hay kêu là thần đồng á. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Không biết gia đình bạn có mấy thành viên? Nhà em có tổng hết là 6 thành viên ạ. Ba mẹ và ba người em nữa. Ba em trai em gái? Dạ, ba em trai nữa ạ. Em trai chắc còn nhỏ ha Hùng ha. Út là hiện tại đang học lớp 3. Bây giờ nếu mà có bạn nữ đồng hành nữa, cũng trên con đường nghệ thuật với mình chắc cũng vui vui. Dạ. Chất phát quá, hỏi đâu dạ đó. Chào chàng trai ở vị trí thứ 3. Dạ, em chào anh Hoàng, chào chị Hương và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay, đặc biệt là hai cô gái ngày hôm nay. Mình tên là Châu Toàn, năm nay mình 23 tuổi. Công việc hiện tại là diễn viên và người mẫu ảnh. Em cao 1m mấy? Dạ, em cao 1m80. Hèn chi thấy dáng cao to ghê không? Cao quá trời, báo cho em tin vui nè, ngoài đây có người 1m7 nha. Con gái chị. Bạn ở vị trí số 4, xin giới thiệu về mình ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình là Gia Nhật. Năm nay mình 23 tuổi và hiện tại là kinh doanh một quán cà phê nhỏ và là người mẫu ảnh ạ. Mẫu ảnh nữa. Cho biết cao 1m mấy là Nhật ơi? Dạ 1m8 ạ. 1m8 hay chỉ đụng màn hình kìa chị. Chị ơi chị ngồi nói được không? Hả? Đứng như ngồi vậy? Không, chị đứng như ngồi vậy cho nên chị đứng lên cho thấy mình để. Chị quế, hai con trai trong quá. Trọng cao quá. Mà mình đái ơi, mình đái là cao 1m mấy nè? Dạ em cao 1m57. 1m57 chị. À cái bạn số 1. Nhật Hào ơi, em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m69.5. 69.5 em, 69.5 nha, em lo 69.5 để bên này lo 80. Còn với Hùng nè, ơi, em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m65 ạ. Ai trước đi, ấn tượng với cái giọng nói nào với cái sao màn hình vóc dáng nè? Dạ ấn tượng đầu tiên thì em nghĩ là anh số 2. Châu Chí Hùng sao? Trời bắn tim đâu. Anh này anh bản lĩnh sân khấu từ 6 tuổi mà. Rồi còn Trung Nguyên. Dạ em ấn tượng với anh số 1 ạ. Số 1. Nhật Hào. Y 1m8 là tôi ấn tượng lắm mà sao hai con tôi nó ấn tượng ta? Không, từ cảm xúc ban đầu thôi mà, nó nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ. Mới chỉ là giọng nói thôi. Xương xương. Bây giờ mình coi cái ốp lưng điện thoại nè. Bốn cái ốp lưng xuất hiện. Anh số 1 để hình tới cưng nữa. Anh ơi, anh thích gấu hả? Anh thì không thích gấu nhưng mà chắc em sẽ làm gấu của anh quá. Sau khi có con gấu này rồi, có tháo con gấu đen đó xuống không? Gắn gấu này lên. Chắc chắn sẽ có thêm một cái ốp lưng hình con gấu giống vậy nữa. Thôi nếu mà không có ốp lưng thì mình mở màn hình khóa đi. Bộ hình ảnh khác nhau. Bạn Nhật Hào ơi, bạn chia sẻ về những thành viên này nào. Đây là bà nội của em và em của em. Thường thường ta hay để hình ba mẹ đồ gì ha, mà sao để hình bà nội? Dạ tại vì em ở với bà nội từ nhỏ. Ba mẹ em không có ở chung với nhau. Mẹ em thì hiện tại đang ở thành phố Biên Hòa. Là em không có ở cạnh mẹ từ nhỏ. Dạ đúng rồi. Vậy thỉnh thoảng bạn có hay thăm mẹ không? Dạ cũng hay về Biên Hòa thăm mẹ. Rồi cảm ơn bạn. Còn chàng trai Châu Chí Hùng. Dạ đây là mẹ của em ạ. Em để hình mẹ vậy ba có buồn không? Dạ không ạ. Ba nói sao? Ba nói đừng có để hình ba lên ba tại vì ba xấu. Vậy còn cái màn hình của bạn của ba? Cái màn hình của em là những tia cực quang. Đôi lúc nó không một màu và đôi lúc nó cũng có nhiều màu đó. Để hình của Ái lên luôn hoặc là bé Nguyên lên luôn được không? Nếu như hai em chọn anh. Còn nếu hai đứa không chọn để hình chị Việt Hương được không? Để hình chị Việt Hương được không? Quả được luôn. Cái này chắc fan tu. Rồi bây giờ còn cái ông kia. Mỗi lần mà em căng thẳng mà em stress ấy, em thường đi ra bờ sông để giảm stress ấy. Gia Bảo là ai vậy em? Đó là tên em trai em ạ. Cái điện thoại em để tên em trai em chi? Tại vì em trai của em thì không có ở chung với mẹ và ba em mà ở chung với ông ngoại bà ngoại. Có ba mẹ em đâu? Ba mẹ em thì cũng lo công việc nhưng mà tại vì nhà em thì ở Đắk Lắk không đủ điều kiện để cho thực hiện cái quá trình học tập nên là phải gửi về. Dạ, ví dụ thành gia lập thất thì mình có ở đây không hay mình về Đắk Lắk ạ? Dạ chắc em ở đây để lập nghiệp luôn ạ. Ái ơi, em ấn tượng với cái màn hình quá nào? Dạ em nghĩ là số 2. Cũng là số 2 nữa. Dạ, trái tim nữa. Thôi hai người nắm tay về luôn. Đừng nghĩ nhiều, dừng đôi cưới thôi chứ mà để lâu. Sợ ta lỡ
mắt duyên chung một nhà. Còn Trung Nguyên? Dạ em để ý anh số 3. Của anh số 3 hả? Dạ tại cái màn hình của anh á em thích. Đó, rõ ràng cái sự bí mật gây sự tò mò cho những người phụ nữ. Mà phụ nữ là hay tò mò thiệt. Dạ. Cái gì kêu đừng cứ là coi hả? Dạ, bây giờ mình coi nội dung bên trong. Bắt đầu từ bạn số 1. Có nhiều người vẫn nghĩ cứ ngồi im tình yêu sẽ đến. Nhật Hào ơi, phải như vậy không em? Vì cái tấm hình này mà em tới đây đó chị. Không phải ai cũng ngồi im thì tình yêu nó sẽ đến đâu. Gạt qua cái nữa cho chị coi màn hình nè. Cũng có một cái app cần thiết. Vậy thôi vô coi hình được không? Dạ được chị. Ai vậy, hai đứa nhỏ kia? Đây là em lúc nhỏ với em của em. Lúc này em nhiêu tuổi Hào? Dạ lúc này chắc độ 5-6 tuổi á chị. Thương không, 5-6 tuổi biết bọn em rồi. Ờ thương em quá. Cái này là lúc sinh nhật em luôn. Có những tấm ảnh nào mà liên quan nhiều đến gia đình hay không? Đây là tấm ảnh gia đình em lúc Tết năm ngoái. Quê em ở đâu? Dạ em là người Đồng Nai. Ba năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ ba em năm nay được 45. Chắc em xin hỏi là gia đình bạn nữ có bao nhiêu người ạ? Hai bạn luôn ạ. Ái gia đình em bao nhiêu người? Dạ gia đình của em thì có 5 người. Vâng ạ, còn bạn nữ còn lại ạ? Dạ gia đình em thì 5 người luôn. Em là con giữa, chị hai tới em và tới em út em trai ạ. Ai sẽ là người trong gia đình hai bạn nữ tâm sự nhiều nhất? Dạ gia đình em thì em tâm sự với chị hai nhiều hơn. Còn ba mẹ thì cũng chỉ là bình thường thôi. Có thì nói cũng có tâm sự, nhưng mà chị hai là tâm sự thân nhất. Tỉ mỉ hơn, ba dạ. Mẹ tư vấn những chuyện lớn đúng không? Dạ còn em thì em hay tâm sự với mẹ. Nhật Hào ơi, bạn đang biểu diễn đúng không ạ? Đánh trống luôn, vừa đánh vừa hát luôn. Dạ đúng rồi. Bây giờ thoát ra khỏi màn hình nè, cho chị coi coi gu âm nhạc của em thôi. Đây là cái app mà em thường hay sử dụng khi đi làm. Các bạn thích trữ tình hay là thích sôi động không? Dạ trữ tình. Còn em thì em nghe hay là em thích. Vậy thì bài hát nào thì các bạn sẽ cho là hay nhất? Dạ không, em thích nghe nhạc lắm. Còn bên ấy? Em thì không có cái bài nào mà kiểu như thích nhất định, em cứ nghe nguyên clip nhạc như vậy á. Thích đều hết? Dạ thích đều. Còn riêng bạn clip nhạc bạn sao nào? Thường thì em sẽ hát những bài buồn là nhiều nhất. Đây là cái clip nhạc em hát. Cảm ơn Nhật Hào rất nhiều với những thông tin bạn đã chia sẻ với chiếc điện thoại của mình. Và bây giờ hãy cùng nhau khám phá nội dung bên trong điện thoại của bạn Châu Toàn nè. Khá là đơn giản ha. Cho tôi xem cái đồng hồ báo thức của bạn đi. Dạ đây. Cũng đơn giản ấy chứ. Kiếm cơm nào? 4 rưỡi dậy kiếm cơm. 4 rưỡi sáng. Em báo thức cho em đi quay, em chuẩn bị từ từ để đi quay. Cho vô coi hình ảnh cái coi. Dạ đây. Ai vậy? Dạ đây là một bạn trong nhóm của em. Chụp người ta làm chi? Lý do gì? Dạ dìm hàng. Chụp từ trên xuống cho biết lùng chơi vậy hả? Dạ. Ăn lận tao vậy hai em? Dạ tại vì ngủ mấy bạn rồi, mấy bạn không ăn, mấy bạn đi ngủ hết rồi, em ăn mình em luôn. Hai bạn nữ có thích ăn trái cây không ạ? Dạ có. Nguyên thích, mình ai thích luôn? Thích nhất là trái cây nào á? Dạ em rất là thích ăn cho nên cái gì em cũng thích. Dạ em thích ăn sầu riêng. Được, chịu. Nóng lắm mà, nổi mụn. Dạ nhưng mà ngon. Ai cô gái nào tóc đen xõa xõa ngồi đó? Dạ là bà chị em. Tất cả điện thoại em đều là hình diềm. Hình diềm không? Các cô gái chuẩn bị làm gấu tương lai của bạn này hãy cẩn thận. Coi chừng chính mình cũng sẽ bị chìm nhé. Cho toàn gia đình có mấy người? Dạ em là con một luôn ạ. Ba mẹ còn hạnh phúc vui vẻ ở chung? Dạ không, ba với mẹ em ly dị hồi lúc có em còn 3 tuổi. Còn em ở đây với ai? Em ở với ba, với bà nội. Mà ba với bà nội cũng mất luôn. Chia sẻ với em bây giờ mở một mình hả? Dạ hiện tại thì em ở một mình. Em cũng từ dưới quê lên thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Cần Thơ. Một mình em ở trên này gồm sao em sinh sống? Mới đầu thì cũng hơi cực thiện, rồi từ từ công việc nó cũng ổn định. Và em cũng tự lo cho bản thân mình được. Rồi bây giờ xin mời màn hình của bạn số 4 nè. Rất là gọn. Tin nhắn mà tin nhắn của tổng đài không á chứ. Em đòi tổng đài những tiếng Hồng anh ơi. Cho tôi xem cái danh sách nhạc của bạn nè. Đa số là những bài hát tiếng Việt đúng không? Cả bộ mê chi dân ha. Dạ. Nhật ơi, gia đình em có mấy người? Có 4 người ạ. Dạ em có em trai em gái. Dạ em có em trai ạ. Quan điểm tình yêu của hai bạn là gì ạ? Em thì trước giờ yêu theo cảm xúc, cho nên là quan điểm tình yêu của em là bạn muốn bạn trai chung thủy, nói chung là một phần ga lăng. Thích ga lăng. Dạ chung thủy. Chung thủy mà còn đòi ga lăng ta. Nhưng mà quan trọng phải là cảm xúc của em đầu tiên. Còn với Trung Nguyên? Dạ em thì chưa yêu ai. Đó bởi mình cũng rụt rè đúng không? Đầy đủ rồi, bây giờ chị quay lại Châu Hùng chút xíu nha. Mời màn hình của Châu Hùng nè. Mấy cái app điều chỉnh hình ảnh này nọ cho nó đẹp lung linh nè. Toàn hình nội thất không vậy? Bạn kinh doanh về bất động sản mà đúng không nào? Dạ đúng rồi ạ, em chuyên về liên quan đến nhà đất luôn ạ. Rồi lướt đi luôn nè, chứ để mất công hoàng mua quá. Cho qua phần gì đây? Cho tôi xem cái đồng hồ báo thức của bạn đi. Rồi 7 giờ 1 phút nó điện. Rồi 7 giờ 2 phút nữa. Rồi xong 7 giờ 2 phút là em chọi cái điện thoại đó, 8 giờ 1 phút nó mới kêu lại được đúng không? Dạ tại vì em là hay ngủ quên. Báo thức một cái thì không vậy, mà hai cái thì không vậy, ba cái mới vậy nữa. Nè chị chỉ nè, muốn vậy á em để cái điện thoại xa em ra, ráng bò lết ra đó lấy điện thoại cái là tỉnh, nghe không? Dạ. Lịch sử cuộc gọi đi để coi có fan nữ nào gọi giao lưu nhẹ nhẹ không ha. Chị Hà có bộ thân với em ha. Dạ. Dạ cho em xin hỏi hai bạn nữ được không ạ? Dạ hỏi đi cưng. Hai bạn có thích hát không ạ? Dạ có. Trung Nguyên thích hát nè. Dạ có, em cũng có thích hát. Đương nhiên mở đầu chị mới hát mở màn hát xong. Hay nữa chứ. Giờ rảnh rỗi hai bạn muốn làm gì ạ? Dạ rảnh thì em thường dạm thay đi nhảy này kia. Cái nhảy
nhảy ca hát. Vận động. Dạ cũng có. Hay mà đi nhảy múa ca hát. Dạ. Dạ em thì xem phim hay là đi cà phê với bạn. Cho mình hỏi hai bạn sinh nhật ngày bao nhiêu ạ? Dạ em sinh ngày 26/10. Dạ em sinh ngày 19/9. Rồi, cảm rồi cảm thôi, bạn. Xem xong hết bốn màn hình rồi. Và bây giờ thời khắc quan trọng cho hai đứa em suy nghĩ ai là người ấn tượng nhất. Mời quý vị giải lao trong vòng ít phút. Trở lại với tần số tình yêu, thời khắc quan trọng đã tới rồi. Bây giờ ái ơi, vậy em nghĩ là em vẫn ấn tượng với anh số 2 ạ. Ấn tượng với số 2. Chúc mừng bạn Châu Chí Hùng. Và Trung Nguyên ơi. Dạ em ấn tượng với anh số 3. Số 3, mở đèn của số 3. Chúc mừng Châu Toàn. Và chị Việt Hương, chị ấn tượng với chàng trai nào còn lại? Chị nói thiệt á, là chị rất là mê mấy anh chàng nhạc sĩ, cho nên chắc là mọi người biết là Việt Hương sẽ chọn ai rồi đúng không ạ? Nhật Hào. Chúc mừng Nhật Hào ở vị trí đầu tiên. Mê chóng nữa, tôi mê nhạc lắm. Và như vậy chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với anh chàng ở vị trí thứ tư, đó chính là Gia Nhật. Xin mời, mời Gia Nhật. Gặp gỡ Gia Nhật. Chào Gia Nhật. Trẻ tuổi, điển trai, cao ráo. Hơi tiếc là chúng ta phải nói lời tạm biệt hơi sớm. Có lời động viên nào dành cho anh chàng Gia Nhật không nè? Dạ em chúc anh tìm được tần số thích hợp với mình. Trung Nguyên. Dạ nếu mà có duyên thì sẽ gặp lại. Vậy thôi, làm bạn cũng được. Cảm ơn bạn, tạm biệt Gia Nhật. Tớ và cậu cùng đang bước qua những ngày tháng rực rỡ nhất của đời người. Tớ độc thân, cậu cũng đang một mình. Sao chẳng thể cùng tớ tay nắm lấy bàn tay? Không hứa thích cậu một đời, chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân. Cậu chọn bền vững, cậu chọn nắm lấy bàn tay ai đó, không phải là tớ rồi.